À, cha Hảo, bây giờ là bài 60 tương với phần 1 bài 25 quyển 2. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại từ đài truyền hình. Tiền sử thái. Tiền. Tiền. Sử. Sử. Thái. Thái. Điện sử thái. Điện sử thái. Hãy nhắc lại từ Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam nguyên văn là Việt Nam đài truyền hình. Việt Nam điện sử thái. Việt Nam điện sử thái. Đài truyền hình Bắc Kinh. Bắc Kinh điện sử thái. Bắc Kinh điện sử thái. Làm việc ở đài truyền hình. Tại điện sử thái công tác. Tại điện sử thái công tác. La Lan, đài truyền hình muốn mời lưu học sinh. Lúa Lán, điện sử thái xiáng chỉnh lưu xuế sông. Lúa Lán, điện sử thái xiáng chỉnh lưu xuế sông. Bây giờ là từ biểu diễn. Biểu diễn. Biểu. Biểu. Diễn. Diễn. Biểu diễn. Biểu diễn. Biểu diễn thế nào? Giờ mất biểu diễn. Giờ mất biểu diễn. Biểu diễn một chút đi. Biểu diễn một chút đi. Biểu diễn một chút đi. Biểu diễn cái gì? Biểu diễn gì? Biểu diễn gì? La Lan, đài truyền hình muốn mời lưu học sinh biểu diễn. Lúa Lán, điện sử thái xiáng chỉnh lưu xuế sông biểu diễn. Lúa Lán, điện sử thái xiáng chỉnh lưu xuế sông biểu diễn. Tiết mục, hãy nghe và nhắc lại. Chía mủ. Chía. Chía. Mù. Mù. Chía mù. Chía mù. Tiết mục gì? Sở mất chía mù. Sở mất chía mù. Tiết mục hay. Hảo chía mù. Hảo chế mù. Tiết mục tiếng Trung. Hàn ngữ chế mù. Hàn ngữ chế mù. Một tiết mục tiếng Trung. Ý cửa hàn ngữ chế mù. Ý cửa hàn ngữ chế mù. Biểu diễn một tiết mục tiếng Trung. Biểu diễn một cửa hàn ngữ chế mù. Biểu diễn một cửa hàn ngữ chế mù. Hãy nhắc lại,
La Lan, đài truyền hình muốn mời lưu học sinh. Lúa Lán, điện sư thái chén chỉnh lưu xứ sông. Lúa Lán, điện sư thái chén chỉnh lưu xứ sông. Biểu diễn một tiết mục tiếng Trung. Biểu diễn một cửa hạ ủy chế mũ. Biểu diễn một cửa hạ ủy chế mũ. Bây giờ là từ bằng lòng, đồng ý. Yuan yi. Âm Hán Việt là nguyện ý. Yuan. Yuan. Yi. Yi. Yuan yi. Yuan yi. Bằng lòng hay không? Hãy nghe và nhắc lại cách hỏi chính phản của từ này. Yuan bú yuan yi. Yuan bú yuan yi. Tôi không đồng ý, tôi không bằng lòng. Wo bú yuan yi. Wo bú yuan yi. Tôi không bằng lòng nói, tôi không đồng ý nói. Wo bú yuan yi shuo. Wo bú yuan yi shuo. Em đồng ý đi không? Nǐ yuán yǐ qù ma? Nǐ yuán yǐ qù ma? Hãy nhắc lại, La Lan, đài truyền hình muốn mời lưu học sinh. Lúa Lán, điện sư thái sáng chỉnh lưu xứ sông. Lúa Lán, điện sư thái sáng chỉnh lưu xứ sông. Biểu diễn một tiết mục tiếng Trung. Biểu diễn một cửa hạng ủy chế mũ. Biểu diễn một cửa hạng ủy chế mũ. Em bằng lòng đi không? Em đồng ý đi không? Nǐ yuán yǐ qù ma? Nǐ yuán yǐ qù ma? Cô ơi, em không muốn đi đâu. Lão sư, 我不想去啊. Lão sư, 我不想去啊. Vì sao? 为什么? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói không tốt. 说得不好. 说的不好 说的不好 Trong đó chữ tơ ở đây là từ bắt buộc để nối giữa động từ tính từ với bổ ngữ của nó. Dạng bổ ngữ này gọi là bổ ngữ trạng thái, dùng để miêu tả trạng thái của hành động. Từ tơ này vì âm Hán Việt là đắc nên gọi là tơ đắc. Ví dụ ở đây động từ là nói, bổ ngữ là không tốt. Nói không tốt, giữa nói và không tốt bắt buộc phải có tơ. Hãy nhắc lại, nói không tốt. 说得不好 说得不好 Viết rất tốt. 写得很好 写得很好 Dùng rất ít. 用得很少 用得很少
Hãy nhắc lại, La Lan, đài truyền hình muốn mời Lưu học sinh. Lúa Lán, điện sư thái xin chỉnh Lưu Xuyên Sơn. Biểu diễn một tiết mục tiếng Trung. Biểu diễn một cửa hải ủy chế mũ. Biểu diễn một cửa hải ủy chế mũ. Em đồng ý đi không? Nhí yuán yí chùy ma? Nhí yuán yí chùy ma? Cô ơi, em không muốn đi đâu. Lão sư, 我不想去啊. À. Lão sư, 我不想去啊. À. Vì sao? 为什么? 为什么? Em tiếng Trung nói không tốt. 我汉语说得不好. 我汉语说得不好. Cũng không biết biểu diễn. 也不会表演. 也不会表演. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mời đếm thử xem, mời đếm một chút xem. 请数一数. Hoan nghênh. 欢迎. Vali, hòm. Xiang zi. Ảnh. Zhao pian. Đại khái có hơn 100 nhân viên nước ngoài. Đại khái có 100 đô cơ ở ngoại quốc trí yuán. Nhận gửi email. Sâu pha email. Ngồi xe quá chật. Dùa chưa thải chỉ. Tiện thể thay mình mua chút hoa quả. Xuân biển thị của mái đèn suối của. Ngồi máy bay hay là tàu hỏa? Dùa phê chi hay sử hỏa chưa? Nhân viên bán hàng. Sầu hỏa yuán. Vừa hay hợp. Trần hỡ sử. 21 tuổi. 21 tuổi. Chuẩn bị cử hành, chuẩn bị tổ chức. Chuẩn bị cử hành. Mỗi ngày sáng 6 giờ rưỡi ngủ dậy. Mỗi ngày sáng 6 giờ rưỡi ngủ dậy. Tắm, giặt quần áo. Xí dạo, xí y phủ. Ở trước tòa nhà tập hợp lên xe. Tại lầu chén chí hớ sẵn trưa. Cực kỳ thích hát kinh kịch. Phi tráng xí hoan chẳng kinh dụy. Thì đã đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với thư pháp. Chiều đuổi su phá thở biết cảm xin chủy. Từ đây đến đó. Sống rõ tạo nở. Cứ đi thẳng về phía đông.
一直往东走. Đường đi. Mã lộ. Nói với tôi. 对我说. Tuần sau đi báo danh. 下星期去报名. Bắt đầu lên lớp. 开始上课. Mỗi lần một tiếng đồng hồ. 每次一个小时. Sao chưa đến? 怎么没来? Khó chịu nguyên văn là không dễ chịu. 不舒服. Có khả năng cảm rồi. 可能感冒了. Đau đầu, sốt, ho. Thấu thấn, pha sao, khớ dậu. Có biết lái xe hay không? Chỉ xe ô tô. Huệ bú huệ khai chưa? Bằng lái, giấy phép lái xe. Giả trảo. Vì sao? 为什么? Đài truyền hình. 电视台. Đồng ý đi không? Bằng lòng đi không? 愿意去吗? Biểu diễn tiết mục. 表演节目. Nói không tốt. 说得不好.